Hello, xin chào cả nhà. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên, cô Lê Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay nước công quá trời nha cả nhà. Hôm nay công nhận nước này lớn thiệt chứ, lớn hơn nước cồn luôn. Nè mình thấy nước công quá, nè mình đi đặt chúng. Thì với trời u ám này, với tối nay đi làm đám mưa. Thôi, tối nay giống thấy mưa nè. Thì ở dài dài phía dưới có mưa rồi, cho nên em mình chưa. Mà bữa nay u ám quá, anh em mình đi đặt chúng buổi chiều. Chanh thì không chịu, bạn công chuyện đi không có tham gia chung với anh em mình nha. Hôm nay cho bữa nay anh em mình có 15 ống nghe nè. Đặt từ từ thắng mòn mất mất tiền. Hôm nay lại tiếp tục cho thánh đặt lương chỗ tài. Chỗ tài. Ngày mai thánh ăn cái gì đó không biết, tự thánh chọn nữa. mời đặt chúng thì mua cái khác cho anh Tài ăn, ừ. Ngon ngon á. Chúng gì mời thử. Giờ mình sẽ vô chúng mình đi đặt nha cả nhà. Thì mồi của anh em mình không có thay đổi nha cả nhà. Vẫn là bộ mồi cũ. Anh em mình chọn mũi di hương. Cho thêm miếng mỡ nữa anh Tài, anh chậm nha. Chắc mỡ nữa. Thì mình vô mồi mình chuẩn bị đi đặt nha cả nhà. Bữa nay mình đi qua mấy hương bên đầu clip à. Chỗ khác ha anh Trầm ha. Có mấy cái bộ mồi á. Dạ, tiến hành đi ra giường, mình đặt chúng đi cả nhà. Ngoài rút còn bẻ dừa cũng được anh. Giờ tiến hành mình đi đặt nha cả nhà. Đi theo anh Trầm. Thử nước luôn rồi nè. Ồ, nước vừa ghiêu vô luôn cả nhà. Ồ, giường này ấm dữ anh Trầm ơi, giường này giường mới. Mới phát hiện nha cả nhà. Ăn ngon. Ôi trời, nước sao lạnh vậy? Cỏ nè cả nhà. Gông nhiều. Mình đặt đâu vậy đây? Mình đặt cái gì vậy? Cho nên nước nó vô. Thì nước vô mà anh, nước đặt theo vô. Chiều. Nước này gông nhiều nha. Bên đây nó trên bờ đi. Rồi, đẩy lên đi em. Giờ không có đồ đẩy. Mình theo anh Tài nha cả nhà. Không, mưa này ấm dữ anh Tài. Nước vừa ghiêu vô nữa ha, tối nay đã luôn ha. Bả vậy mới ấm anh. Thánh đặt lương. Đặt đó anh Trầm. Thù quá trời mưa mới dầm. À, xuống cái nó lúng bài hèm thôi nè. Hy vọng là mới bội thu quá. Khi nào mới dính con cảm thấy chặt bả. Mời chúng dính hàng khủng rồi anh Trầm ha. Đó lên nó bịch bịch bịch. Đi, đi. Ra chưa? Đã bắn à.
giường này đặt lần đầu tiên, nó giờ mới vô đặt. Mương trời ngóng, mương này cũng vừa chứ không cục lắm ha, không dài lắm. Mương này như 12 tầm theo kích cỡ hồi xưa người ta lên 12 tầm. Thì anh em mình quay cái này hơi ngắn thôi, thì mời quay gì chút cho cả nhà xem. Hẹn cả nhà giờ sáng ngày mai sẽ xem thành quả của cù lao dung vlog ra sao nha cả nhà. Quay lương nhiều lắm mới hấp dẫn cả nhà. Hy vọng là mời chúng lớn anh nhầm. Giờ tiến hành sáng sớm mình đi dỡ chúng nha cả nhà. Khai trương cái đầu cái bật ra. Rồi, một ống đầu tiên. Gì vậy? Xong rồi. Sao kỳ vậy? Dở ké nè. Rồi, thân tài quá mày, chiêu nữa rồi. Chết quá nữa anh. Thôi rồi, nguyên cái lùm sậy. Quá trời lùm sậy cả nha. Thánh đặt lương sao đây? Có nhiều đó đó. Khịch khịch đó. Hay quá thánh đặt lương rồi. Đó. 24. Đó, đổ ra hư anh này. Đó. Mấy con? Hai con. Ơi, hai con. Vô rồi. Vô. Ôi ôi, con luôn luôn cả nhà. Nó đã. Ừ, con bự con nhỏ ha. Ủa, bởi vậy cục sậy nắm. Nè nè nè. Vô liền. Vô. Hai con anh ơi. Hai con. Ôi ơi, cục sậy nắm. Cục sậy nè. Vô. Anh đặt lương. Nãy giờ 4 ống rồi cả nhà. Mà mới có hai con. Mương này đặt đâu anh? Có vậy anh chậm đặt thôi. Rồi đặt lưng ấy rồi. Lưng bự vô. Lưng bự vô đầu. Sao kỳ vậy? Không lại thánh đặt lương. Không nữa. Không nữa hả? Không nữa. Không nguyên nữa nữa. 15 mương hả? 15 mương chắc. Chắc khuê lắm nha. Chắc khuê. Đây anh Tài. Cái xào á. Đó. 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 Có bún. Đó, bún rồi. Cái này chắc có bự. Rồi, cái màn chào. Đó, con cua nó kìa. Cua đồng luôn. Nhỏ biết bún lắm mà.
dừa. Thấy có đã ăn không? Có đã ăn không? Đỡ gà khéo mấy gáo thì có con trâu. Vô. Ủa mấy con lỏng hay không? Con ái này không dính hết trơn kìa. Phải không? Rồi tiếp tục mình đi ra trong đầu mương đi. Đã chấm nhiều rồi. Vô. Phóng rồi. Phê rồi. Thánh đặt lương mà anh. Hai ống được ba con ha, anh Tài. Không lẽ có ba con sao anh? Anh còn nằm ngoài cái nữa hay gì anh Trầm ơi? Giờ cũng nằm ngoài á. Nếu mưa này dù sao cũng ướt anh Tài ha. Rồi chết quớt rồi vậy. Chết quớt. Ống này như của anh không Tài? Mình không Tài. Không này có tối. Có phải không ạ? Tưởng đâu anh xui dữ vậy anh Trầm. Khỉa này đặc thách lắm rồi nghe. Sao anh Tài đặt có? Rồi rồi đi đi nữa. Đi nữa rồi cả nhà. Hình như mình đang lương mình không được cái gì. Đâu anh Tài? Đó, nó nằm lừng nghịch lệ rồi. Tại cái lừng nghịch chơi lừng nghịch anh. Lại này thấy ngon luôn. Đó, có. Đó. 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 Thôi con này bự nha. Đó. Túc ra thứ anh Tài. Đúng là thánh đặc lương. Quá im. Ủa, hai con. Ba con luôn. Hay quá anh Tài ơi. Con lương vàng. Lương này không được bự nha. Gôi gôi không. Cho vô lại. Cho vô. Ừ. Ủa gì vậy? Vô. Lóc chọc. Được 6 con. 6 con rồi đó. Được 2 con rồi. Đi qua bên kia. Tiếp tục. Mới đụng nghe luôn. Chưa có mạo chưa á. Tài nãy giờ được 6 con đó anh Trầm. Có rồi. Cái này có rồi. Nè nó rút nè. À chiếc này được rồi. Chiếc này được rồi. Diện động sao không nhảy nữa anh? Ủa tụi con này bự nè. Ui trời ơi, hai con này nè. Hai con nó vàng chút đã ghé chút coi cho im ấy nè. Nè cái đầu kìa, cái đầu kìa, đúng rồi. Ủa nó vàng. Ui hai con này bự hơn anh Tài nó trời nè. Ủa hai con hai con à.
cái đầu lại. Luôn nó dài lắm. Quả đã rồi. Vô vô. Để chuyện đương ngày rồi. Ủa nó cũng nó quả. Quả đã luôn. Thôi cũng ăn ủi à. Ăn ủi được. Nãy giờ không dính bây giờ con nào con à. Không dính ống nào. Còn mấy ống nữa? Còn mấy ống? Còn hai ống nữa. Thôi, đi. Đi đi. Qua đây anh lại. Quanh đây luôn nè. Anh dở anh quanh đây luôn nè. Chán tập thể dục. Mấy nguyên trong này ấm quá. Gieo đầu. Có anh ấm như này. Đó, 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 đó. Đi gì vậy? Xích, xích, xích. Đó. Đó. Hồ chắc nhỏ. Bún. Hai cái tay luôn. Có tài cú hẹo nha. Hay quá Thánh Đặc Lương ơi. Lương Thánh Đặc Lương bữa nay Thánh Đặc Lương vô rồi. Ủa vẫn nó vàng cái nè. Lương lương vàng kìa. Khúc trong này. Ủa hai con. Hai con luôn nó nhiêu rồi. Rồi hai. Vô rồi vô. À vô rồi hai con. Hai con. Trời ơi nó vàng nè. Khúc ngoài này ấm dữ ta. Trời ơi. Khúc trong không có mà khúc ngoài này có ha. Ủa hai lương cỡ một con đen con vàng. Mẹ chồng ta lụm hết rồi. Đó. Vô liền. Vô. Này cứu anh em à. Hay quá tài. Gánh tim à. Hay quá, bữa nay về cho ăn mực xào. Ăn hồi anh đi chợ anh mua gì anh mua. Đi. Tại thích gì ăn đấy. Thôi ăn lương chung với này. Ủa hay lương húp nước đi. Tạo không khỏe. Đi ra ngoài. Đi đi ra đi luôn đi. Đi theo anh Trầm dở cái cuối cùng nữa cả nhà. Có là mừng anh. Nó vô mấy ống của anh Tài chừng. Ống cuối cùng nữa cả nhà. Rồi ung gu. Thiệt rồi. Ở này không hên nè, giá không hên nè. Trời ơi. Chú vậy. Mình sẽ đổ thành quả cả nghe nha. Bịch. Đó. Ủa. Trầu trầu. Lươn này mới ngon nè. Hai con. Dạ. Lươn này có tịch. Hai con gì vừa bốn con tiếng lương vừa có tạc đọc tại hay vậy hai con không trời không bự không nghe anh lương không bự không con này bự nè. Tới một chuyện à. Ba con. Ba con nữa nè. Cái nè. Còn nó. Ủa. Nó rồi. Nó rồi. Tại sao ấm ăn chút nữa được. Đây. Giờ mình sẽ vô làm số lương này. Mình sẽ làm món nha cả nhà. Quá trời cũng mừng nha. Thành gì ăn đây. Cái dữ á. Lẩu con mẻ đi. Không ăn mà suối ta. Không ăn mà bạn. Ừ cái nó lẩu con mẻ đi, lẩu mẻ đi. Cái xu đũa kìa. Cái mới xu đũa. Cũng quá to. Thì hôm nay mình làm theo yêu cầu anh Tài nha cả nhà. Thì anh em mình sáng giả lương về được nhiêu nè cả nhà. Anh em mình sạch rồi. Thì anh em mình sẽ nấu lẩu con mẻ. Cho cần. Dạ anh em mình đã hái được. Cái này của Tài. Cái này của Tài nè. Thì em với Tài nè. Của Tài nè. Cho tao nhiều món vậy. Có đủ đũa với sư đũa. Sư đũa. Mồm. Dạ cây chuối. Thì Tài thì sẽ ăn mực.
mực xào thập cẩm mực xào chua ngọt thì kêu thập cẩm đi, 1, 2, 3 thứ thì mực xào chua ngọt thì thánh đặc lương mà lại dính mực không cả nhà thấy không? Không, đúng là thánh đặc lương của này anh Tài đặt trúng nhất. Trúng nhất, mình đặt chỉ có 2 con thôi. Cha chiền. Cha chiền con. Bữa nay nhiều thiệt nhưng mà lương không bự hết nha mấy anh. Không bự bằng lần mấy lần mình đi đặt ngoài vườn của mình. Nay vô cái vườn mới mà nhiều. Mà khúc trong, nếu mà khúc trong trúng nó nhiều lắm á. Khúc trong nó không trúng mà khúc ngoài. Đậu cơm mẻ không thế nào chứ chuối. Đậu cơm mẻ thì mình ăn với chua cây. Mà hôm nay mình có bẻ được mớ xua đũa ở cây xua đũa nhà cả nhà. Bẻ cái gãy cây luôn à. Nó cao quá. Hai tử gãy lắm rồi. Ở nó mau lắm anh ơi. Cây của anh chậm ra sao? Bởi vì nó còn. Ô nó ăn ra con nhóc hết trơn kìa. Sao được nó đi muộn á. Muộn vậy mình mới có ăn hoài. Có ăn hoài. Đã được cái giống thập tứ quý á. Hôm nay cái ngày trầm tử thì trúng lắm. Tép nào tép nó bự luôn. Tại giờ nó ăn 3 món nè, 4 món nè. Củ hành thấy không? Có quay phim chảy nước miếng à, quay phim nó làm thái lương lắm ạ. Xả tỏi ớt gì chỉ một nè cả nhà, chỉ xả tỏi ớt gì chế ghim nha cả nhà, để có tỏi vô mình đi lên. Ba người xả tỏi ớt cũng nhiều nữa. Này mình luộc từ từ luôn cả nhà, luộc khi nào tới đủ luộc chua thôi chứ luộc nhiều quá thì chua dữ lắm. Từ từ đi, nhiều quá sáng ăn khê. Thì chi miếng hạt niêm, muối thì nãy mình có bỏ vô cơm mẻ, mình không bỏ muối vô ngay cả nhà. Muối thì chút mình niêm lại cái muối. Coi nó sao cái mình sao niêm. Để bỏ muối nhiều quá nó mặn. Muối mình bỏ vô cơm mẻ rồi. Xé tỏi ra nhỉ. Xé tỏi cao. Mình xào dưa leo với cà trước. Cái này lâu chín hả anh Lợi? Cái này lâu chín hơn mật bỏ vô chút mau chín. Mình xào này cho dừa chín bỏ mật vô ha. Này là dừa chín là bỏ mật vô chín mau á, mật mau á. Mật thì mình xào nhiều quá nó chín quá thì nó không được giòn nha cả nhà. Cái bằng cà chua ngọt không nhé, có vị chua của cà chua ngọt, thì có ngọt có mực dưa leo với củ hành chín này. Bây giờ cho mực vô cả nhà, cũng chảo rồi nhé, cũng chảo rồi chảo luôn nè. Đấy là đói bụng rồi đấy nha. Đói bụng rồi.
chính này anh em cả nhà, muối, đường, một ngọt, miếng hạt nêm. Nên làm cho dòng ca ăn đại chảo luôn á anh nhậm ơi. Thơm quá, thơm mình nha. Bốc trúng cho bò, bốc mùi đớ bụng anh ta, mùi đớ bụng này. Cho hành tây vô cả nhà. Hành dễ không hết đâu nhé. Dễ không hết. Hành hết tay tài, tài chảo. Ăn quả cả nhà. Tiêu đường cho nó thơm, nhìn hấp dẫn anh Tài ha. Một tiêu cái nó thơm. Thả lươn vô nha cả nhà. Dầm chờ thả lươn vô. Đấy. Quá trời cái mâm lươn. Thả dừa vừa được anh. Thả mấy cái đuôi vô đi cho anh chầm. Biết tía nè. Cái đuôi căng ngát có tài. Không có tài à. Thông cảm nha. Giờ mới anh lặn cái ngát cho toàn lại cái đuôi. Cho cái đầu đi. Quá ngon anh Tài. Ngon anh Tài ăn được cái nha. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng, chảy nước miếng luôn rồi đó. Quá thơm. Này chỉ để xả xả bớt ớt nhiều. Bây giờ lươn chín bắt đầu vớt lươn nha cả nhà. Bung bung ra. Lươn bung nhìn thấy ngon. Ồ khói quýt. Khói bích cái camera luôn. Cái đuôi này giả. Ngon. Mình ăn mới, mình có chưa ở nhà ăn mới rồi cả nhà. Vô chưa cay. Cho miếng xô đũa tí ơi. Rồi, mình có thể ăn bún rồi cả nhà. Miếng gà bộ ông luôn cho nó thơm hết á. Lương chiếc này dòm thấy nó vàng hơn được rồi nha, mà nó không được phượng. Chén cái mùi thơm thơm xả xả bát nhé, xả tỏi ớt có thơm. Cảm ơn em. Khoan cái đuôi. Quá ngon. Đường đường vàng. Cù Lao Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn lươn nấu lẩu cơm mẻ với mực xào chua ngọt với anh em nha. Cái đó là phần của Tài. Này, thôi để gấp cho Tài một miếng rồi. Bữa nay nhờ Tài mà anh em mình có được cái nồi lẩu cơm mẻ hoành tráng luôn. Tài dễ lương. Đấy, một chuyện rồi anh ơi, hai anh mình với nhí. Ngọt béo à. Ngọt mà thơm chả.
đúng rồi, vừa chua vậy nó ngọt, nó vừa thơm thơm mũi xả nữa. Cảm ơn luôn Tài. Sao anh Tài? Chua chua, ngọt ngọt, mật nó không dai, vừa ăn thơm. Cưng xào mà, cưng xào cũng dai dai quá chịu nha. Tỷ xào à. Gà mùa cái mình lâu quá mình mới ăn lại bông su đũa ha. Bông su đũa đúng rồi ngọt. Đã rồi đâu á, bông su đũa ngon. Rồi ăn rồi ngon. Cái gì nó lâu quá mình đặt không có lương bự nè, phải. Thấy vừa ngon vậy không có lương bự hết. Trời trời còn hơi sáng quá, nhưng bự sao nó ít đi ăn nữa. Phải hôm có đám mưa mới chạy nhiều ha. Chạy khúc ngoài không, khúc trong không có chạy gì nhiều. Có khúc trong được 3 con hết tại ha. Mà thương nó chạy gần chân đầu vô mà còn chạy được cuối 2-3 lít đầu. Cuối sen vô lưa thua à. Giữa giật nóng. Không bằng vườn nhà mình. Vườn nhà mình để lâu lâu đi. Thì mình đổi vườn mình. Lâu lâu mình hả về vườn nhà. Chừng nào cực lắm hả về vườn nhà. Vườn nhà mình rộng đó, mình nuôi đó, nuôi cho bự bự hết bắt. Có thánh đặt lương mà anh. Đặt lương ăn mệt. đặt lương chúng mực hết này. Chúng mấy mực quá trời. Lương chúng mực to không à. Không dài mình đi đặt lương mấy clip cũng chúng không ha. Ít cứ clip giống như mấy đợt trước rồi thất. Giờ mấy cái đầu tưởng đâu đi luôn rồi. Ba móng không còn. Nước trong vô là thấy yên sợ luôn. Đầu nước á, lương chạy với cuối nước lửng lửng mà không có nha. Lương mà mình đặt nước kém là thua. Nước kém lương nó không có đi ăn. Lương mà cũng có giờ đi ăn, ngày đi ăn chứ không phải là cứ mỗi ngày mỗi có trúng đâu. Mà nước lớn càng lớn lương dễ ra hơn nữa. Mình ngập cái hang á, dễ ra. Tại vì đầu nước gồng nước kém á, lại nó nước gồng vô á, nước kém thì nó cạn, nó bích hang nó đâu đi ăn đâu. Nước gồng vô bắt đầu nó mới bò đi ăn, nó đậu nước gồng á. Mà đậu nước gồng thì mấy cái vườn nó ít có vô, tại vì nó nằm xa đường nước, để nước gồng bình lắng thì nó mới vô. Để vườn nó trúng cuối, giờ đậu mùa mưa á Tài. Nó đậu mưa. Nó đậu mưa mà rớt cái đám mưa xuống nha. Có đường khủng á. Gẹp chứ, bả phải nhóc bây giờ. Cái này mình đặt chín mực ké ăn tài. Đặt chín mực đó đấy. Cảm ơn anh. Ngon quá vậy. Thử cái lương đi. Lương ngon. Quá trời ha. Nó bữa nay làm gì khỏi gió bắc quá trời. Tính anh em chuẩn bị xuống nhận đăng mà bắt quá không biết sao đây nha cả nhà. Nhưng nếu mà bắt thổi quá mạnh thì anh em mình chắc nương quá, không sao quá. Bắt thổi thì nó không được trúng gì không. Đất bắt thổi nhiều khi con tôm con cá nó không vô nha cả nhà. Nó ở ngoài sâu. Nếu mà anh em mình đặt nhận đăng thì không trúng. Cái không có biết cái nhà thì có gì nấu với mình nó nói nhận nhà đang thì thắt cái thắt mình đi mò thắt chỉ thắt không có gì nữa. Mà đăng nó hơi buồn hơn rồi đăng thì nó hơi nặng hơn rồi đăng cái này cũng phải canh theo nước tại vì nó bắt khẩu quá rồi đăng không được cái gì cứng.
lâu lâu ăn lại bông sữa ngon. Ừ. Ngon bông sữa ngon ngọt. Sữa thường của mình không phải là tuyết. Mực xào nhiều trái cũng giòn. Anh em mình trong cũng xuống vàng đang dữ lắm. Đến bữa hai bữa nó xuống á, nhưng mà quá trời hai bữa nay sao bắt nó thổi quá trời à. Nó thổi đi ra như gió trướng vậy. Hay 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 vậy. Tháng này bắt mạnh dữ vậy đó. Ừ. Không biết thời tiết có thay đổi gì không mình không biết mà á. Mùa này là mùa trướng mới đúng. Mùa này mùa trướng mà. Ừ. Đáng ra giờ này là gió trướng thổi thì mới đúng. Tại vì thay lần gần Tết nữa. Ừ. Mà bắt thổi bắt lại. Giờ bắt thổi mỗi ngày luôn á. Ừ. Thấy không? Cái con nước lò rồi á. Trướng. Ừ. Nó có lò. Còn con nước này nó không có lò luôn. Bắt thổi cái này đâu có lò được. Không có lò luôn. Có trướng lò lên thôi đó. Có trướng thì thổi nó ẩm cái lò lên. Thổi cái này được nào lò. Không phải không khí lạnh. Tại vì con nó bắt nó giữ. Sao không hiểu luôn. Ừ. Cái cây nó giòn. Cô Đạo Dung Vlog xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.